Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự lạc quan. Một ví dụ về sự lạc quan là gì? Định nghĩa của sự lạc quan là một cảm giác hoặc thái độ tích cực hoặc hy vọng về tương lai. Một ví dụ của một người ta là lạc quan là một người tin rằng anh ta sẽ được thăng chức và rằng mọi thứ sẽ biến ra sao. Tại sao lạc quan lại quan trọng? Bằng chứng cho thấy sự lạc quan rất quan trọng trong việc đối phó với các sự kiện khó khăn trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là người lạc quan thường hạnh phúc với cuộc sống của họ hơn những người bi quan. Những người lạc quan cũng có thể phục hồi từ sự thất vọng nhanh hơn bằng cách tham dự vào kết quả tích cực ở mức độ lớn hơn so với những người tiêu cực. Lạc quan trong tâm trí tích cực là gì? Lạc quan là một dạng suy nghĩ tích cực bao gồm niềm tin rằng bạn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình chính mình và rằng những điều tốt đẹp hơn sẽ tiếp tục xảy ra với bạn trong tương lai. Tìm hiểu thêm về sự lạc quan làm thế nào nó khác với sự bi quan và nhiều hơn nữa. Làm thế nào để bạn thể hiện sự lạc quan? Để bắt đầu nhặt hái những lợi ích này, hãy xem cách sau để trở thành người lạc quan. Thứ nhất, tạo một số thần chú tích cực. Thứ hai, tập trung thành công của bạn. Thứ ba, lấy một mô hình vai trò. Số 4, tập trung các tích cực. Số 5, đừng cố gắng dự đoán tương lai. Thứ 6, bao quanh bản thân với sự tích cực. Thứ 7, giữ một cuốn nhật ký biết ơn. Số 8, thách thức những suy nghĩ tiêu cực. Điều gì gây ra sự lạc quan? Các nhà nghiên cứu đã đề xuất các nguyên nhân khác nhau để dẫn sự thiên vị lạc quan, bao gồm các yếu tố nhận thức và động lực. Khi chúng ta đang đánh giá rủi ro của mình, chúng ta so sánh tình huống của mình với những người khác, nhưng chúng ta cũng bình thường. Chúng ta tập trung vào bản thân mình thay vì nhìn thực tế vào cách chúng ta so sánh với người khác. Tại sao chúng ta cần sự lạc quan? Bằng chứng cho thấy sự lạc quan rất quan trọng trong việc đối phó với các sự kiện khó khăn trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là những người lạc quan thường hạnh phúc với cuộc sống của họ hơn những người bi quan. Những người lạc quan cũng có thể phục hồi từ sự thất vọng nhanh chóng bằng cách tham dự vào kết quả tích cực ở mức độ lớn hơn so với những người tiêu cực. Làm thế nào lạc quan có thể giúp bạn? Nó chỉ ra rằng một thái độ lạc quan giúp ta hạnh phúc hơn, thành công hơn và khỏe mạnh hơn. Một viễn cảnh lạc quan làm cho mọi người chống lại căng thẳng nhiều hơn. Lạc quan thậm chí có thể giúp mọi người sống lâu hơn. Điều tốt nhất về sự lạc quan là bạn có thể học nó, ngay cả khi triển vọng của bạn có xu hướng bi quan hơn. Chính xác thì lạc quan là gì? Lạc quan là một thái độ tinh thần phản ánh niềm tin hoặc hy vọng rằng kết quả của một số nỗ lực cụ thể hoặc kết quả nói chung sẽ tích cực, thuận lợi và mong muốn. Lạc quan theo nghĩa điển hình của từ này được định nghĩa là mong đợi kết quả tốt nhất có thể từ bất cứ tình huống cụ thể nào. Suy nghĩ lạc quan là gì? Gala là một ví dụ về suy nghĩ lạc quan. Suy nghĩ lạc quan là một loại suy nghĩ tích cực đặc trưng bởi niềm tin rằng tương lai tràn đầy hy vọng và cơ hội để thành công. Họ tin rằng các sự kiện tiêu cực là do các yếu tố bên ngoài gây ra và chúng là các ngoại lệ riêng biệt đối với quy tắc. Là sự lạc quan là chìa khóa để thành công phải không? Lạc quan là chìa khóa thành công. Không có nó, chúng ta không thể phục hồi từ thất bại. Chúng ta nên tin tưởng vào bản thân và lạc quan hơn. Sau đó chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì. Hy vọng có giống như sự lạc quan không? Lạc quan là sự tự tin về tương lai hoặc kết quả thành công một cái gì đó. Hy vọng là kỳ vọng của một cái gì đó trong mong muốn kết hợp với kỳ vọng. Làm thế nào để lạc quan dẫn đến thành công? Lạc quan được định nghĩa là bản án thọ mà bạn có thể làm những điều nhất định trong tương lai. Chuyên gia tâm lý nói rằng những người lạc quan có nhiều khả năng đầu tư, hành động và nỗ lực để đạt được bất cứ điều gì mà họ mong hoàn thành. Tinh thần lạc quan cao sẽ dự đoán nỗ lực và thành công cao. Sự lạc quan ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất như thế nào?
hơn 5 thập kỷ nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự lạc quan là liều thuốc bổ cho sức khỏe. Những người lạc quan vẫn khỏe mạnh và sống lâu hơn. Họ có sức khỏe tim mạch tốt hơn một lần sau khi các yếu tố nguy cơ được kiểm soát, chức năng miễn dịch mạnh hơn và mức độ căng thẳng và đau đớn thấp hơn. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.